ปฏิบัติธรรมทั้งอ้อสดับในประทอเทศนาโสมะนโมตเนียสดับในประสดธรรมโสมะนโมตเนียมหาบุญกุศลไหลบ้านกรบครบเนียโสมะนโมตเนียเต้าอริหะเต้าสัมมาสัมพุทธะเนโมตัสสะภิกขะเวเต้าอริหะเต้าสัมมาสัมพุทธะเนโมตัสสะภิกขะเวเต้าอริหะเต้าสัมมาสัมพุทธะ
Som namaska thvai bangkum chompuh kun kaeu tang bai keu kun praput kun pratha nang kun prasang doy sikdai krup do sangkhaep baep khlai dam bai nom mok neu srei susdai suphamangkul vibol sok krup proka maha prasa kaat kan chumran min dol prakarana prakun mechah nyum nyit putta borasat teang neu khnong prateh teang neu khang saharat amerik canada swiss parang chea piseh Obasa Obasika Putta Borasat De Bam Chol Bon Tam Raja Nyom Obasa Chim Tong Ben Obasika Chin Pach Luk Ye Cham Pha Luk Ye Suong Yung Chia Dam Po Na Nau Khanong Tini Khanyom Prakarana Som Rum Lek Nek Dol Toh Sabor May Wat Thao Sa Sit Teng Lai Bay Bach Thay Ra Sa Ka Pia Nyom Nyit Putta Borasat Prakun Macha Teng O Via bong opasa krutna mo mei payasan on crow a pit beat bin tang lai da bam rong nung kat mean dulcera rub ring kai nai prakun macha nyum yet put tabora satno. Som ai opatrop kaka nai mo mei payasan on crow tang luvini chat bak chai chen yum pi prakai prakun macha nyet nyum chap tang pipi ni to ring tu. Ito parang tamate sanang te se sami. Datai pibot namasaka ni tư nâng trai lược dọc nâu prathoa mok thala thalai nhì sâm đai nhì chai chun đol nhùm nhiếp chì putta bora sát tăng ọ Sa thơ vô ọ lục nè sa thơ sọ bó rõ bó srei tăng lai Kama vi thi đà nhùm nhiếp kâm pung tại ban chô ruom nâng khơi sà srạ sà sram nâng trong tì ni Krau pika promol pachai ko sang prevehien nang samithi pseng pseng ko sang nang lơ dan day pray phnom krom thamo. Da dam lai lư sno tae so san thak nai krop kam phleung krup thon ptuk ka krik ka kring. Ai lau ti kan lai ng dal chi vil ti prayut samor phum dok dao ka kuk prae khlai tae chi dam bon do tra chia raham skam skai no mok nang sarai su sday su phe miang kul vi bon la sok krup roka. Maha prasa mokat kan chumran sop sai dol putta bora sat prachia ko nang khanong dan day dam bon ni tu tuol yok. Pun lư pratip nai praputta sasana. Ta tuol yok awad da borisot. Ta tuol yok phip tra chia tra chum nai ao sot tập rabok paput thu ao yung tra chia kai tra chia chet vul mok rok sok son ti phip tang ok ni na khanong ti ni. Vot o chom. Dal chia ti pray praksa khlai mok chia ti vot. Mien prasong, mien ko sang samit thi phol Rieng riep do raap mok rik riel dal skuski bay do chip sat yang no anh Nơi khanong ti ni krau pi ka api wat thun thiên som phiria Nhum nhiet ko ban api ria thun thiên prasong Thay ra sa ở ka kan mien phit chip papa chit chip papa chi lang Chip prasong khanong praputta sasana Thay ra sa puj pung vong tro kol rabo prasama Sam put tiết cư bom buh kol la bot chip bantong บรรทบบรรทบมันตรมตายบ่มบัวกอลบดไทม์เตียงอุปธรรมเอาไปสร้างเมียนการเรียนโซดดังใบบานจำเนะเจ๊จำตกจิตรอบจิตสมบัติจิตดำตนระบอกลุนนังงีสรุลขนองกาดักนอมปุถะบรสัตเชียนจึงดาตามสนามเปรียยุกลบาตังออกเนจับตังปีปีนิตต่อตือเรื่องบัวกรรมวิธีบนบัวบ่าวบัวจิตสามเณรยังหาท้า ปัปปิจิกรรมบาปบุจิปิโคยังหาวท่าอุปสัมปติกรรมปัปปิจิกรรมคือการยกมนุษย์ได้จิกรหัวทวีอัยบานเพศนุตือจิตสามเณรไอจำนายคางอุปสัมปติกรรมทวีปีกรหัวตือจิตสามเณรหายเอาตือจิปิโคติด หรือก็ทั่วสามเณรเอาเตยจะเพชรผีเข่าแต่มาดองนี่เอาชั่วโมหาวท่าอุปสัมปติกรรมในขนมตีนี้คือกาบ่มบัวก็ระบดมือรูปดาลเมียนใส่จีวิตดอกกำซอดกำรอในขนมจังเก่าในประเจี๊ยปลรอดขมาย ดัลปุเกตัยเตเมียนการองครูปรุสรกเมียนสังเครียมจำบังแรงจุลครูตุรพักตักจำนวนครูทอมมาจีดบานบำใบบำบะมาได้เอปกบองโอนโกนใจใบขยายคณีระโหดเนี่ยคละเนื้อสารอดอเมริกเนี่ยคละเนื้ออเมริกันปรังองเลสปานยล
មឡោះហើយពេលដែលស្រុកសាមត្រានឡើងក៏នាំគ្នាប្រកាសសួររកបងប្អូនកាលបរកឃើញហើយក៏នឹកឃើញវាសនារបស់ខ្លួនថាចេះតែរស់នៅទល់នឹងថ្ងៃនេះនឹងអាស្រ័យបុណ្យមឡោះហើយគេចេះតែផ្ញើគេចេះតែឧបត្ថម្ភបំពេញសពបច្ចុលបន្ថែមបុណ្យរបស់គេនឹងទៀតក៏មកអស់ នេះវាធ្លាប់មានជាកន្លងមកក្រោយពីដឹងជីវិតនៅរស់ទៅដឹងថាអញរស់អាស្រ័យបុណ្យទេបើអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យថែមអ្នកខ្លះពេលត្រូវតែគេប្រំស្លាប់នៅវត្តណាកន្លែងណាបែរបុណ្យនរកអរិយនតាលោហិតដល់បុណ្យព្រះនៅកន្លែងនោះថាជួយគេបានសុខស្រាប់ទៅគេរស់ទល់សពថ្ងៃក៏នឹកភ្នោកថារស់រៀនមានជីវិតទល់សពថ្ងៃអាស្រ័យបារមីប្រពុតឬក៏បារមីកន្លែងនេះកន្លែងនោះក្នុងស្រុកខ្មែរជួយក៏បានផ្ញើលុយកាក់ នឹងជញ្ជើញមកឧបត្ថម្ភកសាងជាទីរំលឹកគុណដល់កន្លែងនោះនេះធ្លាប់មានជាកន្លងមកតែកុលបុត្រកំព្រារូបនេះមានការផ្លែកផ្សេងពីអ្នកដទៃក្នុងនាមជាអ្នកស្រុកស្រែចំការច្បារដំណាំលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែបានរកស៊ីទំនុកបំរុងដើម្បីចិញ្ចឹមនៅកុលបុត្រជារៀងធម្មតាប៉ុន្តែអកុសលយ៉ាងណាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយ សត្វបាក់សាបាក់សីដែលពេលព្រឹកព្រៀងស្វាងព្រះសូរិយាគេតែងតែហៅរកចំណីអាហារបញ្ចុកកូនចៅកូនចៅដែលដេកនៅក្នុងសម្បុកតែងតែហាមាត់រងចាំទទួលចំណីពីឪពុកម្ដាយសូមបីសត្វគោក្របីក៏ចេះលាក់កូនថែរក្សាការពារកូនសត្វលោកទាំងឡាយពិតជារស់ដោយសារមេត្តាបិតា គាត់ជួននៅក្នុងស្រុកស្រែចំការព្រៃភ្នំក្រុមថ្មដូច្នេះទើបតែមានពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងបានលឺអំពីរឿងរ៉ាវពីយប់មិញលោកឪពុកក៏ត្រូវបានទទួលអកុសលអនិច្ចធម្មបន្សល់ទុកកូនឲ្យកំព្រីកំព្រាទៅដោយសារគ្រោះថ្នាក់សត្វអាសេរពឹសនិងវាខំដែលយើងហៅថាពស់ចឹក បន្សល់ទុកអ្នកម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះឲ្យរស់ថែរក្សាកូនសត្វអសេរពឹសដ៏កំណាច់មិនយកយល់អ្នកម្ដាយនឹងទៀតក៏បានពេលក្រោយមកទៀតអសេរពឹសនឹងក៏ចឹកអ្នកម្ដាយនឹងស្លាប់ទាំងផ្ទៃពោះយ៉ាងវេទនាទៅទៀតបន្សល់ទុកកូនកំព្រីកំព្រីឯការហូតមកទល់ពេលនេះ មឡោះហើយកាលបើឃើញនិស័យវាសនារបស់ខ្លួនកើតជាមនុស្សយ៉ាងនេះ បើអត់ពីម្ដាយអត់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់ពីឪពុកហើយឲ្យនៅម្ដាយគេថាស្លាប់បាកំឲ្យស្លាប់មេលិចទូកដាលតលេកំឲ្យតែភ្លើងឆេះផ្ទះប៉ុន្តែស្លាប់បាក៏ដោយស្លាប់មេក៏ដោយលំបាកដូចគ្នាលិចទូកដាលតលេកំឲ្យតែភ្លើងឆេះផ្ទះឥឡូវនេះស្លាប់ទាំងបាស្លាប់ទាំងមេអត់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិធនធានអ្វីសោះឡើយម្ល៉េះនឹកឃើញវាសនាខ្លួនកើតមកជាតិនេះតើមានកម្មពីអីជាមួយនឹងអសេរពឹសដែលវាតាមបំបែកពង្រត់បង្រាស់ម
ដែលខ្លួនឈានជើងជ្រកកោនដើម្បីចាក់ធ្លុះឲ្យដឹងទំលុះទំលាយនៅបាបកម្មពៀរទាំងឡាយឲ្យបាត់ខ្ចាត់បងពីខ្លួន កុសលដែលមានមកទាំងអំបាលមានកម្មវិធីបុណ្យបួសលើកទី1មានគោលបំណងនឹង3យ៉ាងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលមានសទ្ធាចូលភ្នោះបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាបំណងទី1ពុទ្ធសាសនៈសរណហេតុនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធសាសនាបំណងទី2គុណោបការៈសរណហេតុនឹកដល់គុណមេត្តាបិតាបំណងទី3ហៅថាសង្ខារៈសរណហេតុនឹកឃើញពីអាយុសង្ខាររបស់ខ្លួន វត្ថុបំណងទី1នឹកឃើញគុណព្រះពុទ្ធសាសនាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជួយពិចារណាគ្នាជាមួយនឹងអាត្មាមើលចុះព្រះអង្គប្រេតនៅពៀនទៅ2555ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំនេះហើយហើយចុះធម៌ព្រះអង្គនៅមានទល់សពថ្ងៃនឹងអាស្រ័យអីគឺពិតជាអាស្រ័យដោយការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនា ពិតជាដោយសារព្រះសង្ឃដែលជាពូជពងវង្សសាវកអ្នកថែរក្សាមកអត់ពីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គបានបំបួសសាវកឲ្យថែរក្សាសាសនាតព្រះអង្គ
ប្រជុំភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយមកជុំហើយព្រះអង្គថាចរថៈភិក្ខវេចារកំពហុជនៈសុខាយៈពហុជនៈហេតាយៈលោកានុកម្មបាយៈអដ្ឋាយៈហេតាយៈមីឯកេនៈទ្វេអកមត្ថៈទេសេថៈភិក្ខវេអតិកល្យានាំងមជ្ឈេកល្យានាំងបរិយោសានកល្យានាំងសត្ថាំងសព្វញ្ញនាំងកេវលៈប្រិបណ្ណាំងប្រមចរិយាំងបកាសេថៈ មនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវត្រាច់ទៅកាន់ចរិតគឺនិគមជនបទបរិយរដ្ឋរាជធានីទី បើមិនបានស្ដាប់ធម៌ទេប៉ុន្តែសត្វទាំងនឹងអាចភ្លឺស្វាងបានដោយការស្ដាប់ធម៌ត្រង់នេះមានសេចក្ដីថាជនបទឆ្ងាយណាស់ណាញោមជួនកាលនៅតាមដងព្រៃដងភ្នំឆ្ងាយមនុស្សនឹងគ្នាមាននិស័យដែរប៉ុន្តែវាអត់ដែលឮធម៌ហើយដល់តែមិនដែលឮធម៌សង្គមបរិយាកាសជុំវិញនឹងតម្រូវឲ្យគ្នាធ្វើអំពើបាបសពយ៉ាងតាមបែបផែនជីវភាពនៃអ្នករស់នៅគ្រប់តំបន់ដូចជាធ្វើអំពើបាណាតិបាតធ្វើអីផ្សេងៗចឹងទៅ មឡោះហើយសត្វទាំងនឹងវិនាសបើមិនបានលឺធរទេស្លាប់ទៅវិញទៅនរកប្រែតប៉ុន្តែបើយើងទៅសំដែងធរឲ្យគ្នាស្ដាប់តនគ្នានឹងមានបញ្ញាអាចបែត្រឡប់ប្រែចិត្តមកធ្វើអំពើល្អហើយចឹងភិក្ខុទាំងឡាយមុនទៅសំដែងធរឲ្យពិរោះហើយប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយាធរនៅទីកន្លែងនោះ អ្នកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកុំធ្វើដំណើរផ្លូវមួយពីរអង្គឡើយធ្វើដំណើរផ្លូវមួយតែម្អងឯងបានហើយដើម្បីចែកគ្នាចេញឲ្យបានគ្រប់ច្រករឿងហ្នឹងហើយមកពីរឿងព្រះអង្គចង់បង្កើនធម្មពលសាសនាឲ្យរឹងមាំត្រូវតែបណ្ដោះពូជមនុស្សសិន គឺមានអ្នកដឹកនាំមានមេដឹកនាំមានកម្មវិធីមានកម្ពីដីកាមានរូបតំណាងមានច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់លាស់និងវត្ថុតាំងផ្សេងៗឥឡូវព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបណ្ដោះសាសនានឹងបានជានាំយកសាសនានឹងទៅផ្សព្វផ្សាយកន្លែងដទៃរហូតអញ្ចឹងមកញោមធម្មាសោកជ្រះថ្លាណាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ កសាងក្នុងពុទ្ធសាសនាធម្មាសោកពីដើមធ្វើអំពើបាបប៉ុន្តែក្រោយពីប្រទេសរៈនិងសាមណេរបានជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងពន្យល់លោកយល់ដឹងទៅជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសករាជ295ទៅនមស្ការទីប្រសូតត្រឡប់មកវិញពុទ្ធសករាជ306ឆ្នាំបួសខ្លួនឯងកាលពីមុននឹងបួសខ្លួនឯងនោះញោម កសាងចែកដីប្រាំបីម៉ឺនបួនពាន់ចែកដីពាត់ជុំវិញពោធិគយាសឡាញ់ដើមពោនឹងណាស់ទៅអង្គុយធ្វើសមាធិកន្លែងដើមពោនឹងញយញយរហូតដល់ប្រពន្ធទីបួនឈ្មោះនាងមហេសិន្ទ្រីនាងនឹងចំណែននឹងដើមពោនឹងណាស់ទៅដាក់ថ្នាំពឹសឲ្យគេយកថ្នាំពឹសទៅដាក់សម្លាប់ដើមពោនឹងព្រោះតែដើមពោនឹងបានជាប្តីអញនឹងមិននៅថ្នាក់ធ្នមអញអាល័យទៅទៅសឡាញ់តែដើមពោនឹងមិននៅយកចិត្តទុកដាក់នឹងអញណែទៅកំចាយដើមពោដែលព្រះអង្គ បានត្រាស់នឹងរហូតដើមពោនឹងស្លាប់បាត់ទៅទៀតទៅធម្មាសោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺយកតែមែនតែនដល់តែដឹងនាងនឹងថាបើមិនរៀបការទូលព្រះអង្គទេព្រះអង្គនឹងសគត់ថាបើអញ្ចឹងប្រាប់ថាខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកឲ្យគេដាក់ថ្នាំពឹសដើមពោនឹងឲ្យស្លាប់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះធម្មាសោកក៏បានធូរស្បើយមកវិញខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនអស់ចិត្តទេឲ្យគេទៅរៀបចំកាប់កោះគល់ពោចាស់នឹងចេញហើយរៀបចំកន្លែងឲ្យស្អាតទៅអង្គុយសមាធិទៅ
ងតា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃដើមពោនឹងចេញប្រឡោកដោះមកវិញទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់កសាងខឿនជុំវិញកន្លែងដើមពោនឹងមានចេតិយ 84,000 ហើយញាតញោមណាស់ដែលកសាងបាន 10,000 ចេតិយហើយនៅអីនោះ 80,000 ណាញោម 84,000 ចូលទៅថ្វាយអង្គមសួរព្រះមុគលីបុត្រតេសថេម៉េចហើយព្រះអង្គអើយខ្ញុំព្រះអង្គកសាងជួយកសាងក្នុងសាសនាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងឈ្មោះថាជាញាតចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយនៅព្រះមុគលីបុត្រតេសថេថានៅទេញោមនៅទេមិនតាន់ជាញាតចិត្តពុទ្ធសាសនាទេហាព្រោះចុះកសាងមកសន្ធឹកប៉ុណ្ណឹងឯងមិនញាតចិត្តទៀតទេធ្វើម៉េចទៅចឹងតាល់តែញោមមានកូនបួសបានក្លាយជាញាតចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាមានកូនតែ2សោះកូនប្រុសមួយកូនស្រីមួយឲ្យបួសហ่าទាំង2មហន្តទេបួសជាភិក្ខុ
Song the Mata, Bush, Song the Mata, Terra Jibikoni, Buhat and Pinang, all your Sasna to subside. Mahanda Tate of subside, no potes Ray Lanka. Dial Job, Dariat Jump to attack a tad, a young Rin Rong, I Nung and Yumna, Pinet, Bong Own Nungai, Net and Nungai, that band your damn pot, the Prick, the Padasatan, the Lanka, front the Nui Mood, damn pot, the Prick, but to let my maid mouth, your the Padasatan. I chẳng ao con từng pi từng bua nhớ mơ đặt phong đặt pan đầy phong ao con từng pi bua đam bay chui đờ sasana mình ở chết tiệt đam bay cho ngài sasana bập bút nâng sai rung rương khrup ti cả lái chát nhom chát bị khổ song ao vô sasana tập sai khrup bát tê họ mà ông tới nè mà ông tới nó bị chôm sang kia gì ní chọc tới vô sasana tới chui sắp sai pháp khrup cả lái Srap take a chat low pee on a third hand from Khmer. Then there's one of whom the nepi only. Your sassanat of Sai can but take Cambodia, but take Thai, but take Lao, Vietnam, Malay, you a canon, can choose the one of whom. Sound a ten and utter at tay, two of them now, Joh Mark Han to Kang Yune, and look on the tater to Kang Chung and Lakan Kat. But the look Mark Han from Yune, Admin Plugin Hard, we allow him out times the pony. Kê cái bông tai mà hất nóng, bây chia chân đàn nơi nâng mọt sầm mọt nữa, không mấy bây giờ từ lông tật sập, kê tha chương cọ, không mau giờ đây tật chập còn không mấy gì, sập nhoi nhoi pê kê tiêm cái bật bật hai chấm, ai nhà đây tật tật lang mau ngày khỏi cặp, chấm chấm mưa bờ đây tật mà chập không mấy cặp về chầu, kê tiêm cái bật bật hai đang lồng pen buôn chấm mưa, sẹp từ lục mau tam phơi cái bông từ nâng máu pi óng nhiều máu kinh đa con lục ấy sọc đa miền Phật sa sơn nào không? Sẹp tầm mỏ say chứ, bắc kê tầng ngào lấy liệt cái hòm cái hòm, làng vì mọt cái bông mỏ cái hai thằng nâng nói mau ở đây tất làng mau hơi vui ở đây tất làng mau hơi, pru mọt quạt chùm bình lục, mọt phóng chạ lục sầm lấp, lục lục đầy ria khoát cái thằng nhôm mà tham ám mén ở đây tất mén mau dễ tê tham ám chỉ nẹt bùi giờ sa sơn mọt sai thập nhôm nâng, dây bình vô này ngon kì chân tứ. Kê có chỉ là tớ thư mách đam bê ở xa xa nà tăng nâng nông sọc khmai dương nâng môn thở thư mách Tớ tớ miên côn nè sọc khmai nâng bú Obama đau khlay cho nè ô chôm nhắn bì chông ở xa xa nà tăng nâng sọc ô chôm nâng ngay môn tớ là miên côn nè ô chôm bú Hãy bơ mình miên côn nè ô chôm tí tì dô tớ nè ô chêch mà bú Đó là ngày nà kì nực sọc kì tư vinh mình sngạt vô Bài chẳng hãy tối tầm miên cử nâng cả lại nâng con cổ và cổ nâng à nâng bàn vừa nâng bàn dư Hãy tầm mau bị ngại ngại đưa à thầm mai nâng 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 tới vì nâng sọc cầm nát tư chào nhu bát mình vì vô tiền Hồi tư nâng 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 kì nâng để hết đi con thích con nâng đi mà đông bác tư nâng mình kì chạp tục nâng mà nâng nâng ọt tư bư mà nụ dưỡng kì hàng mềm mai tầm mong Hãy đó là mềm vót mềm mai đa nâng tư ai nha Bài chẳng tế xa xa tăng món tôi là miên เอาโกนบัวเนี่ยคลาสประกันได้ทัววัดเนี่ยคลาสไวโคลนเชียวบาสเอาบาสิกาเจตโกสร้างเรียลเรียลเรียลเรียลหลอดมาจุ่มนอนสไตล์หลอดมาเปรียญรูดดอมซีสวัดเสียนุดอลจองคราวสมัยยืนนั่งเนื้อเมียนศาสนาตัวไงนั่งไปเชียร์จนเจตโกสร้างหลอดไงนั่งโกสร้างวัดโอจวบนั่งติดนั่งอันนั้นก็เว็บไซต์มาดอลจังมาอยู่กันนะจำนายคางศาสนายืนตั้งจวบมัวมาอย่าเลยนั่งยืนเคยทำเมียนเพชรเนี่ยบูให้บานตั้งมัวปั้นเนี่ยบูนั่ง ดาวซาทาสกุดบัตเตอร์คลาสสักตัววิญบัตคลาสวิออปุยเนี่ยบัวปะตอตีดยืงผมบัวโกนใจปะตอคณีตัวจะเปียงสนองอาศัยโกนประไสสนองมาได้อย่าปุกจังได้จำนายทางมหันต์เทนอโยซาสนาตึกไซน์นู่ประเทศไรลังกาเนี่ยไรลังกาจีรัตลาเกิดตะปีโกสร้างวัด ก่อสร้างระบองก่อสร้างคลองทวีก่อสร้างไปเฮียก่อสร้างกดโดยแต่ยืนจังได้นั่งนะก่อสร้างชรานชรานโจรมาถวายกรมสุมหันนาไทยมาย้อยปัญญาเจ็บปกุลขยมกันนะก่อสร้างชรานชรานน่ะแล้วศาสนาตั้งสุบมอมในประเทศไรลังกานั่งหายเนื้อโลกท่านเนื้อเตี้ยอยู่เนื้อเตี้ยฮะเฮ้ยเธอไม่บันตั้งสุบต่อแต่เมียนโกนเนี่ยลังกานั่งบัวบันศาสนาตั้งสุบเบโกนเนี่ยลังกานั่งมันเมียนบัวเตี้ยอัดสุบเป้ ไอ้เจ้ามหันต์เทโลกเนี่ยอันเดียนั่งตะโลกตะลับเต็มเดียวเว้นมันอดโลกจังบ้านเอาไอ้เนี่ยลังกานั่งบัวโกนบัวเจ้าต่อมาศาสนารุ่งเรืองดีจุมรานจริงเกในลังกาตัวละสอบไงนั่งเตอ
ឬងមកពីយើងថែអាសាពុទ្ធសាសនាជាវត្ថុបំណងទី1ណាញោមណាបើកុំតែមានការថែអាសាភេទអ្នកបួសនឹងអត់មានពុទ្ធសាសនានៅទៀតទេហើយចឹងបានថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រមូលហ្នឹងគឺគោលបំណងទី1ជួយថែរក្សាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមានអ្នករៀនបត្រៃបិដកមានអ្នកអីញាតិញោមមកគេថាអញ្ចឹងសាសនាដែលរុងរឿងទៅបានណាញោមដោយបរិស័ទ 4 ពួកសម័យនេះគឺភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាតែគ្មានភិក្ខុសាមណេរទេសាសនានឹងបាត់ព្រះធម៌ប្រពុតនឹងសាបសូន្យទៅបាត់ដោយសារអីអាស្រ័យធម៌ 4 5 សង្ឃកម្មកបត្តិកឋិនកម្មកបត្តិឧបោសថកម្មកបត្តិបើអញ្ចឹងទេតតមានភេទអ្នកបួសគេហៅថាអាចរិយវេទឬហៅថាហីនិយានគោរពតាមអវត្តពធេរៈឯអាចរិយវេទគោរពតាមវេទៈរបស់អាចារ្យគោរពតាមវេទៈរបស់អាចារ្យคล้ายទៅជាមហាយានដោយពួកខាងសាសនាមហាយាននៃទី 2 វត្ថុបំណងទី 2នៃអ្នកបួសណាគេហៅថាគុណោបការៈ សរណៈហេតុនឹកដល់ឧបការៈគុណរបស់មេត្តាបិតាដែលរស់រៀនមានជីវិតមកទល់ថ្ងៃនេះអាស្រ័យមេត្តាបិតាខំចិញ្ចឹមទ្រាំរស់មកនឹងរស់ស៊ីកាប់កោះឈូឆាយកាយពង្រីពង្រាបដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សัตว์ឬក៏លក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សัตว์ធាតុទាំងរស់ទាំងអីណាសัตว์ណាវាសម្ោចក្អែបខ្ទួយវាលើកូនអាគ្នាបាក់ថ្មិញអស់ហើយក៏ដោយវាយឲ្យខ្ទេចអស់ហើយក៏មកវាតោងកូនអញចង់ឲ្យណា សត្វណាគេថាកូនបាក់ដៃបាក់ជើងហើយវាត្រូវទៅយកសត្វនេះឈាមសត្វនោះយកមកបិទយកមកបុកកែវនៅរក់ប្រែតអីនឹងម្ដុំសិនឲ្យទៅកូនអញជាមិនប៉ុណ្ណោះកាលពីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនទំនុកបំរុងសពយ៉ាងមានការខ្វះខាតហ៊ានរស់ស៊ីមានកេងមានកັບមានលັບមានខូងវាយបដកគូតកំប៉ុងបតោងពលឹះភ្នែកជីងភូតគេកុហកគេម្បាត់គេរហូតដល់ថ្លឹងថ្លឹងស្រូវថ្លឹងក៏ជួយទាញខ្សែដើម្បី អរិយជនញ្ញតំនឹងសពបែបយ៉ាងសត្វទៅហ៊ានសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនទៅសិលក៏មិនបានទៅទៅទៀនក៏មិនបានទៅធ្វើបន់ក៏មិនបានទៅអាឡៃខ្វល់ខ្វាយរលុយកាក់ទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមកូនស្រាប់ដល់ចាស់ឯងមិនទាន់បានចូលវត្តចូលវាផងអាឡៃកូនក៏យកចៅមកឲ្យមើលទៀតអ្នកខ្លះមិនទាន់បានធ្វើសិលផងស្លាប់ព្រោះទៅវិញទៅអញ្ចឹងក្នុងមួយជាតិរបស់គាត់ឃើញទៅពីធ្វើបាបច្រើនជាង ទោះបីមានចេតនាល្អក្នុងការចិញ្ចឹមកូនប៉ុន្តែទង្វើធ្វើនោះមានបាបខ្លះមានបុណ្យខ្លះហើយអញ្ចឹងជួនកាលណែកូនណែនៅសោយស្រុកសម្បត្តិឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែម៉ែឪទៅនៅរក់ទៅប្រែតឯណោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានិសងនៃអ្នកបួសនេះបើមានកូនណាមកបួសម៉ែនឹងឪនឹងត្រូវធ្លាក់នៅរក់ល្មមៗរួចខ្លួនណាញោមមិនបានថារួចខ្លួនសុបិននកុមារ អពុកជាអ្នកបាញ់សัตว์ម្ដាយរអស់រវជេះតែខត់ម្ដាយខត់អើវាឈប់ទៅឈប់បាញ់សัตว์ទៅធ្វើអំពើបន់ល្អម្ដងហេឪនឹងព្រមទេបាញ់សัตว์ទល់តែឈឺស្លាប់បានកូនមួយមុននឹងស្លាប់បានកូនមួយគ្រាន់តែយល់សពថាបានកូននឹងវាអញ្ចេះម៉ែនឹងយល់សពឃើញរុកព្រៃរុករុករុករុកទៅដូចយើងរុកកាត់ភ្នំសំកោះទៅស្រាប់តែរកកោះរត់ត្រោយមិនឃើញអើទៅចំសមុទ្រត្មងភ័យណាស់ ដឹងទៅណាមកណាលើកដៃបនព្រះបនព្រំមកជួយស្រាប់តែមានអីសៃមួយហោះមកចុះតែហ្នឹងហុចកែវមនីដាក់លើបាតដៃឲ្យជូនដំណើរផ្លូវត្រឡប់មកវិញឯនេះភ្នាក់ពីដេកឡើងប្រាប់ប្តីឯញយល់សពឃើញរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដូចនិយាយមិញហ្នឹងប្តីហ្នឹងចង់ដឹងណាស់យល់សពអីក៏ល្អម្ល៉េះយករឿងហ្នឹងទៅសួរហោរាហោរាក៏គុនគូមើលទៅថាអោអ្នកអើយ តទៅនេះណែឯងនឹងមានកូនប្រុសមួយជាទីពំនឹងពឹងពាក់កូននឹងបើបានជាកូនណែឯងណែឯងនឹងរួចចាក់ទុកបានជាកូនរបស់ម្ដាយណាម្ដាយនោះរួចចាក់ទុកជាកូនឪពុកណាឪពុកនោះរួចចាក់ភ័យ
ទៅលប់មកវិញលឺតាបានកូនអនណាកូនកើតមកមែនដាក់ឈ្មោះកូនសបិនព្រោះកើតដោយការយល់សពនឹងប្រាប់មុនដាក់ថាសបិនសបិនកើតមកឪពុកស្លាប់បាត់ទៅកើតជាប្រែតមួយទៅនៅតែម៉ែកូននឹងលឺស្នូគេថាវត្តគេទៅលេងវត្តសុំម៉ែម៉ែវត្តនឹងឯណាចង់ទៅលេងវត្តលឺគេថាមានបុណ្យអាចដោយថាវត្តអូចំអញ្ចឹងយកមកតបងនឹងមិនមែនថាមកមើលអីទេលឺគេថាវត្តនឹងគេមានអកេះគេមានលខោនឹងលេងអញ្ចឹងចង់មកមើល ស្គាល់លោកទៅជួយធ្វើការលោករៀបទៅផ្ទះវិញថ្វាយអង្គមលោកទៅយូយូចង់បួសដែរយល់ពីថាបួសនឹងសងគុណម៉ែសុំលោកតាបួសលោកតាថាអាត្មាមិនអាចបួសបានទេណែឯងមានម៉ែអញ្ចឹងតលម៉ែណែឯងអនុញ្ញាតទៅសុំម៉ែទៅឯនេះមកថ្វាយអង្គមសុំម៉ែម៉ែឲ្យកូនទៅបួសទៅម៉ែកូនថាកូនចង់ទៅបួសណាម៉ែម៉ែណោះយំហ្មងកូនហើយបើកូនឯងទៅបួសចោលម៉ែដោយតែកូនឯងសម្លាប់ម៉ែអញ្ចឹងកូនឯងដឹងទេជីវិតយើងកំសត់កំរនៅក្នុងព្រៃ
mẹ đăng tê ở phục dương thua tầm phơ bạp con nâng ách xa lạp tư thư lẹ nà ruộng prai con trong song con con ở tư cơ sol chun đo con con trong chui mai dương cát mò cầm rò cầm sót bọt prai giang ni mò bì khóa bon mai ở con xong tư bùa tư mai cầm khuat con mai ná con nâng rốt tư bùa ban mẹn bùa chì xa mà nè đôi dương bùa chẳng ạ mai nó xoang dùng tư rô si thò mà đa nhu mau châu tư khăn ông pri phnom đôi cụ bùa đôi phnom dương chẳng ạ vì hót nơi ô cầm lăng chênh bì pri mà vinh mong mà đón lì ạ bạch ô nâng phong ô cầm lăng khôn đam chư thôm mùi tư lẹ bạch ô bú đê tư năng sân á đê tư lụa tư kinh dây thập lập họ ngay nâng dùng phở bá đau mưu mà nụ rô ngay nhôm chỉ nằm mơ nẹ đại thương bờ cọ vay mai vay ấy chờ nà dụ khá lấy nâng mau bị ấy mau bị dùng mà bá cái đau mưu tên là nà prong tật tên là rũ kì phở mô lê tên là rũ vinh nhá đó là ngay nét cái đau rô phở mô mà nụ bát toàn bát mau bà tia dây nâng cập bông đê chứ dây ní mà đang thơ bón á chạp dây nâng tơ đúng không chạp bà lưng dây nâng tơ thử này dừng hai tam thì sao mấy chạp bà lưng thơ do tật đó ao dùng mà riêng xua thân nê gì đại thương bón thua tiên anh kì thế ọt xót luôn mà cha ọt xót đàl căn xa là xa ma tiên xa lên kia thế ọt xót bà chẳng dùng mà ba bóng đau là hà sập dùi dùng vô ba tiên tới tự bóng ăn đau đầm miên lương của bông ở chết chết mò phơ lơ 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 bị khó mỏ bóng tự vứt niềng nâng cà lê khơi nhìn đạt lương nâng bò đôi chì bò lô anh miên lục con mùi tự bùa đai lục con ôi lục con chui nhôm phong còn nà bà nét ca chú phó phách bà bàn con ở tết trô chùa dùng mà bá chạp chương tiên móc bỏ tới à mà rồi dùng mà đồng có vọt cha tới cả chục thông chương môn trô chua tiệt có xâm bao mà lấy bỏ tới à hà sập dùng cùng thế lẽ bỏ tới à mà bọn dùng à pram rồi dùng cùng thế lẽ tiền chương dơ từ xua chìm lao mà đồng tiệt mình đài là sao anh thua ca nơi tha nà ruộng nâng dùng ấy ta bỏ tới xe ở chỗ dưới nâng bỏ tới mới cùng thế lẽ à bộ dùng mà ba cái ngọn những chạp đậm cho ta ao dùng mà đi xua chìm lao mà đồng tiệt mất dùng mà đi xua tham mơ gì xua tới thời gian mình đang thua bon thua tiền tới cho mất bây giờ từ bao hơi miền ca chụp trơ nâng về mau bị ấy vậy nâng thà ao lùng mà cha hỏi khi nhóm mình đang bàn thua bon thua tiền ấy men phần là khi nhóm nâng miền cồn pro mui rốt từ buộc nông bộ phật sa sanh khi nhóm khởi nhận đạt lượng đại về che mau nâng po đôi chỉ po lục cồn khi nhóm nâng còn lược đầy tới thành lục cồn nói chùa nhôm phong xếp tập ca chụp nâng bị trơ chụp chân tới nâng lùng mà cha ô lọ na dùng mà đi thay dây xâm nàng à nâng miền cồn búa ná chẳng đòi xa an là xong này cồn búa nâng à đòi xa an này xong này cồn búa nâng tô là mồm lục dây trời rộng tốt không là ruộng nâng ọt miền này trời trò chuột chẳng rùi khuôn đòi bàn cồn búa dùng mà bá chuôn qua từ vinh và này dây tới không thương bư bôn bư lõ nó cầm ái máu nhóm khơi mục mà đoàn tiêu đại sọc dùng bà bát đắc bà lưng nâng mau với nhiều bà riêng cái của bông ạ đếch băng nâng khóm đàm chờ nâng bà chôl bà lưng nâng bà chôl bà lưng lúc nâng rụp nâng với nhiều bà nâng gặp nhạc đăng khá luôn làng về nào ồ anh đếch lập tự khơi nhìn chăng tự lọc bà đọc tia tự lẹ bạch ô bà rút đào phép như mà
bong bong sai tự bu đẹp nhom sai tự cho bong bu con nhom đào đẹp nhiều hào nhom tự bu tự bu con nhom sẽ đa 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 mà đòi vớt rút mà thoi anh cùng lục con muốn sắc lục con muốn sắc lục con này trong nhom hay nhom ai tham ăn sắc tê lục con muốn sắc mau lục con ăn tê nhom mình có mau ai tham ăn sắc chứ ngài tham ăn có bông ai sơn lan khua tham ăn mình sắc tê lục con sắc mau khi nhom gần nào bẩm bu mà đong tiệt lại ban tu trai luôn ai lục con ôi chẳng nên nhom ấy ban sắc mà ăn tự bong rút tự bu nó đòn lực khỏi đi mai xong bẩm bu hàm ăn ban sắc mau mà đong tiệt ai mai nâng nhẹ bẩm bu phép như quả cất cái bu chỉ bị khẩu dây bị ập bực tăng thay bị sập cả na tới mà cả chỉ phải nơi lưu pan đầy dương nâng đáy luôn rồi là ngay vì rồi là ngay ở trong này hả khơi bài khơi tất từ ba tới chỉ là bọc tu chiêm chẳng lật bàn tới tập mót tập sờ bao cùng rong xạ sọp mồ li muộn thằng năng ngay chết từ luôn luôn mình đã có rồi chỉ là hà so thằng ngay này cái thưa bon buộc con chỉ bị khâu a cha kêu từ cửa sổ sau một từ cửa sổ đón bọc cả đây chân khmer môn khmer rồi mà rồi chọn mà pon chua mà pon chết chỉ phải theo từ thằng đón lâu gặp bốc để sập bắt chỉ vật tư nó từ cả nơi cái này nó so mới lúc gặp bốc đứng một từ tua cửa sổ phần nắng a prat ừ phong ta ọt bài phong nhiều mới phải chôn plut đôi cái ba vật trụ chạm ta kịp sai mới chôn plut chẳng nó bán chấm này à ha tập chát scop scol trâm ngày năng từ này cái này ai mai nó buộc từ cồn hơi thoải luôn chiều ba thì cá cần sờ phẩm chăm sờ phẩm bấy chỉ mùi cồn đây hay sập chết từ ruộng từ prat đến lên từ than xua chỉ mùi lục cồn đó là pel dây ta pi nhẹ năng sập từ từ cá không than xua chỉ mùi cái prat nâng ruột bị prát đấy mạnh prát ở tư thàn xua đòi xa con nâng đấy tầng mai tầng ở tư thàn xua xa mai mới cho mặt hoài cùng lục con nhẹ ở prút xây dựa lục cô lưu trình chạy mà tầng giúp bán pi nẹ mai ở nâng prát thạc nhóm gần ná chìa bốc mà đài lục con nâng ơi bị đam nơi chì nẹ này sát bập rật thương bơ ba bà căm ấy lời nế bán tư cầm nát nông thàn xua nó ruột bị prát đòi xa tay chùm hai bốn nây lục con buồn nâng ạ chẳng mặt hoài cùng o con lục con nà rồi bê đài lục con thoai cùng bê bật là nghiệt sốt ách chạy dạ tha tư cửa sol chun ta oi mà đài dạ bốc nâng trách ô à này xong phòl buồn nâng ấy lời nâng thua oi dạ bốc nâng ban chùm này à ha tấp rùa chạ tốc chẳng mặt hoài cùng o con lục con chẳng tư nhôm cả đấy chẳng ạ ban nhôm nhịt bột thập bò ra sát đại miên đại thiê chạy thala bùm buồn con nâng à nâng tì muôi tì pí cứ ca xong con mai ư xong con nẹ miên con nà na khá chì nẹ miên con mình men tầm mai ư mà mộc thì mai ư con nẹ miên con lục cừu bằng riêng dương con nẹ miên con nẹ chín trăm dương con nẹ miên con nẹ chui ôp thom dương con nẹ miên con đào hào tới nẹ ao giờ sla dương mà chín nát con nẹ miên con đài chẳng buồn nâng song con đào nẹ miên con nâng ạ nẹ miên con tầng o nâng trâu miên tục miên tô trâu prong thề nà ruột thề prẹt ấy ai chỉ ruột khốn đào an này song này thọt buồn nâng miên tà mùi nó quạt cò chiên kí quạt buồn con ở miên chỉ po lõ lên nhà sờ bọ chư thắp bàn thôi chỉ po con thề nâng sờ bằng con thề an nâng đi bài cái trái nó đồn tiêu chẳng ạ đó là thề tới lục con quạt nâng nỉ môn tới lưu tập plách quạt chỉ năm thảo và plách nâng lục con nha thôi men ao giờ tới bọn nó lưu tập plách đang lục con quạt sẹp tới quạt plọt cầm nát say mình đang với thề tới nửa ruộng tới kia xua rò bòn rò cò sò rò nực mình khơi giang đá cái giờ tới bọn non đào nửa ruộng sập tai bu nâng giờ tới bóc quạt lưu sau nó áp lưng nửa ruộng đang về che vọt ăn đạt lưng loan áp plách còn nó khơi ứ đôi lục con anh ô men anh miền con bu môi đáy còn tận nực khơi lục con bu phần năng cà chúc phò trò chạm tiền cái đấy rồi luôn pin ở ruộng nâng máu chân mọc cát nông than xúa đòi an nộp hiếp nay an này xong đại cồn bua chân nè đại phẩm bua kê nâng rồi mấy anh tục tu là mồm ruồi nó nhôm nó an này xong nè đại phẩm bua nè đầu tây đây khi nhôm bằng ra dương ao chia xa mà nê nó nhôm ban an này xong buôn cáp nơi nông sạt ra sụp bần hết bà bua câu nè đầu tây sao ao ban chia bị khâu ban an này xong phẩm bảy cặp hết bờ sân chỉ buộc con luôn anh chia xa mà nê bàn an thì xong nâng anh tầm bầy cắp bờ sân chỉ buộc con luôn anh chia bị khâu bàn an thì xong nâng anh đọc bờ môi cắp nẹ bờ buộc kê nâng cư rươi pin ruộng prét nó tràn hơi bàn sầm bố đôi trọc sầm bắt sau sầm bắt tập cao chia xe thay cửa hấp ở đây cửa đồng pi nâng tràn hay nẹ đa bờ buộc bờ bôn bờ buộc ở đây bàn an thì xong đọc bầy cắp
អ្នកដែលជ្រះថ្លាបួសខ្លួនឯងបានអានិសង្សនឹងឯង នឹងមាននរតីនឹងអាយុ16000ឆ្នាំតើហើយបើ9ផ្ដី4ប្រពន្ធនឹងជាភិក្ខុនៃបានអានិសង្សនឹង67កັບបានកើតក្នុងឋានព្រំអាពាកថាមកកັບមកកັບនឹងគឺសោយផលតាំងពីផែនដីកើតរហូតដល់ផែនដីឆេះទៅវិញមកអាយុផែនដី1គេហៅមកកັບមកផែនដីកើត1ទៀតតលឆេះអានឹងមកកັບទៀតអញ្ចឹងឲ្យញោមក៏ដែរហើយអ្នកដែលទៅជួយគេអានេះមកជួយគេដល់បានអានិសង្ស អ្នកមកជួយគេបានអានិសង្ស1កັບអានឹងមកផែនដីសោយផលទទួលមិនទៅនរក់មិនទៅប្រែតនឹងបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអស់ពេលមកកັບឯចំណែកខាងអ្នកមកជួយគេហើយអនុមោទនាទៀតជួយខ្វល់ខ្វាយទៀតចេះជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងតាំងពីផ្លែឈើមានចេកមានដូងមានស្លាទំលងអូគេសកាក់យ៉ាងហ្នឹងអ្នកជួយរែកជួយរៀបចំអញ្ចឹងបានអានិសង្សនឹងឯង14កັບណាញោមក៏ដែរ ក៏នៅជួយអនុមោទនាអញ្ចឹងបានអានិសង្ស12កັບហើយចុះអ្នកដែលបួសក្មួយបួសចៅបានអានិសង្ស12កັບហើយចុះអ្នកដែលបួសក្មួយបួសចៅបានអានិសង្ស12កັບណែអានិសង្ស ហើយចឹងអស់លោកក៏មកកាប់អស់លោកមិនទៅនរក់មិនទៅប្រែតមិនទៅអសូរកាយមិនទៅដេរិឆានមិនអត់បាយមិនកាហាយទឹកមិនខ្វាក់មិនខ្វងមិនថ្លង់មិនកមិនពិការមិនពិរាមមិនវង្វេងមិនវន់មិនភ័ន្តច្រឡំទៅនរក់ប្រែតទេហើយកើតឡើងមករូបសម្បត្តិកុលល្អទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានមានចំណេះបានយុះបានសាក់ជាខ្សែថៃក៏ហបប្តីក៏ដំពីប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋជាស្ដេចផែនដីដោយអានិសង្សអ្នក9នឹងឯងអញ្ចឹងនឹងញោមមើលក៏ដែរសងគុណអ្នក9ឯ
ញោមមកអ្នកបួសពិចារណាមើលខ្លួនយើងមានកម្មមានពៀពីមុនមកមិនដឹងថាធ្វើអំពើអីបានកើតមកកម្រកំសត់យ៉ាងដូចនេះហើយអញ្ចឹងមានតែផ្លូវពុទ្ធសាសនានេះទេដែលអាចជួយធ្វើឲ្យយើងនឹងមានពលឺភ្លឺស្វាងតទៅមុខទៀតបាន ពុទ្ធសាសនារាល់ជាតិឯញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានទេធជ្រះថ្លាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបួសនឹងចែកជាពីរផ្នែកណាញោមណា
ទេវតាចិនឈ្មោះថៃសួយអៀក្នុងឆ្នាំរោងនេះឯទេវតាខ្មែរឈ្មោះកេមរាទេវីទេវតាទាំងពីរសុំជួយបីបាច់ថែរក្សាការពារប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតដែលនិមន្តនឹងជួយមកក្នុងទីនេះប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពោណាចូលសម្រេចចាប់ពិជ្ញិតតទៅមុខសុំរួចចាក់ទុកទោសហើយញោមមើលព្រះអ្នកដែលហេតុតែចង់បួសណោះប្រទេសមយៈកុមារនឹងឯងសុខចិត្តអត់ធ្វើកធ្វើថ្លង់នឹងឯងអស់ 6 ក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅឯនៃសមុទ្រជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាស្វីសនិងអូស្ត្រាលីដែលតែងតែមានទធាជ្រះថ្លាក្នុងកងការមហាកុសលផលបុណ្យតែងតែផ្ញើបច្ច័យឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងវត្តនៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសគឺតាមរយៈញោមចឹមតងបេងឥឡូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពបានមកដល់វត្តអូជុំនេះហើយគឺទឹកដីវត្តអូជុំដែលញោមញាតឃើញមានគ្រឿងផ្លែឈើហ្នឹងក៏អាចស្គាល់បានហើយក៏នៅក្រោមដើមកណ្ដោលដើមនេះគឺដើមកណ្ដោលពីដើមនៅវត្តស្រុកកំណើតខ្ញុំកណាអាត្មាមានមកដើមគឺគេជួសគល់នឹងជួសសឹងតែស្លាប់ ហើយដើមនេះរឿងប្រវត្តិតាំងពីជំនាន់ប្រកោប្រកែវហោះដកដើមកណ្ដោលទៅដល់លើអាកាសទម្លាក់ដើមកណ្ដោលមកស្រែកផ្ដាំឲ្យមនុស្សថាយកដើមនឹងទុកទៅធ្វើថ្នាំបានគ្រប់សារពើអញ្ចឹងដើមនេះគឺកម្រមានណាមាននៅក្នុងស្រុកព្រៃភ្នំទេឥឡូវនៅក្រោមម្លប់ដើមកណ្ដោលមានផ្លែផ្កាស្អាតណាបងណាខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពមុននឹងមកក្នុងទីនេះបានទទួលបច្ច័យសប្បុរសធម៌របស់សប្បុរសជនបានចូលផ្ញើមកដើម្បីចូលរួមក្នុង ការកសាងព្រះវិហារវត្តអូជុំពកាលពីថ្ងៃទី26 6ខែ12ឆ្នាំ2006ញោមដួងគៀពនៅផ្សារដេប៉ូមកពីផ្សារដេប៉ូនាំយកបច្ច័យរបស់ញោមយ៉ងប៉នចំនួន50បានរិន50ញឹកសូន120សាំសិបព្រមទាំងបុតលោកតាអ៊ូចម្ភៃដុល្លារពសរុបទាំងអស់គឺ320ដុល្លាររួមនឹងបច្ច័យវត្តបទុំ160អឺ120ក៏សាង
កាលពីថ្ងៃទី11ខែ3ឆ្នាំ2012ប៉ុលោកយ៉ងបាននឹងអ្នកស្រីប្រាក់ហ៊ីមប៉ុចំនួន3សប្រាំដុល្លារអ្នកស្រីយ៉ងបនចំនួន100ដុល្លារលោកយ៉េញ៉ាក់សុនចំនួន200មកភៃអចំនួន120ប្រាំដុល្លារបែងចែកវត្តអូជុំ75ដុល្លារវត្តបតុម75ដុល្លារវត្តគិរីសំរិទ្ធ75ដុល្លារបវរណាបច្ច័យ4ខ្ញុំករណា30ប្រាំដុល្លារដូច្នេះក្នុងវត្តអូជុំនេះគឺចំនួន75ដុល្លារហើយនៅមានញោមម្នាក់ទៀតប៉ុដែលអាត្មាមិនទាន់បានស្រង់បញ្ជី
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមានអាយុ ថតរតនងនោះបានទេថតនោះខ្ញុំបាទនឹងបានទទួលបច្ច័យនេះគ្រប់ចំនួនពីបដិជគុណគុណចាស់គ្រូព្រះអង្គសានភិរេតដែលព្រះអង្គបាននិមន្តមកព្រមទាំងនាំយកបច្ច័យនេះមកជាមួយផងដែលជាបច្ច័យមហាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅឯក្រៅប្រទេសដែលបានចូលតាមរយៈព្រះអង្គមកកាន់វត្តអូជុំនេះឥឡូវខ្ញុំបាទនេះបានទទួលពីព្រះអង្គគ្រប់ចំនួនហើយ ហើយក៏មានសប្បុរសជនម្នាក់ទៀតបានចូលរួមបច្ច័យតាមរយៈលោកយាយឈឹមផាគឺលោកតាអ៊ុំជីលោកយាយយឿនណុចបានចូលរួម9នាក 20 ដុល្លារ